Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, Trương Văn Thuận, 49 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, là người bị đồng loạt 5 người con ruột của mình đề nghị tòa án kết án tử hình. Điều gì đã khiến cho những người con căm hận và phẫn uất với cha mình đến vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vụ việc ngay sau đây. Đau lòng cả 5 con đề nghị tòa tuyên án tử hình cha đẻ. Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2012, chị Trương Thị Thủy ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi gọi điện thoại cho người mẹ ruột là bà Hoàng Thị Nhiệm, 48 tuổi, không thấy trả lời. Chị Thủy điều khiển xe máy lên nhà ở thôn Phước Xã, xã Đức Hòa, nơi người cha ruột là ông Trương Văn Thuận đang ở một mình. Trước đó, buổi sáng cùng ngày, bà Nhiệm bảo lên nhà ở xã Đức Hòa làm cỏ trong vườn nhưng không thấy về. Tại ngôi nhà bị khóa kín cửa, chị Thủy gọi điện cho ông Thuận nhưng cũng khóa máy. Nghi có điều chẳng lành, chị Thủy nhờ bà con đến phá cửa vào nhà. Gần lối đi vào căn phòng phát hiện xác bà Nhiệm bị sát hại với nhiều vết thương trên người. Tại hiện trường còn hai tờ giấy viết chăn trối. Ngoài ra còn nhiều lọ bịch thuốc diệt cỏ đã khui đổ dưới nền. Tuy nhiên, người chồng đã biến mất cùng phương tiện xe đạp ông thường sử dụng. Trước vụ án mạng trên, Công an huyện Mộ Đức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Bước đầu xác định bà Nhiệm bị sát hại và nghi can hung thủ là người chồng Trương Văn Thuận. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tập trung phong tỏa các khu vực trong xã Đức Hòa, một số xã lân cận, đường quốc lộ 1A và nhà ga. Hơn 20 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mộ Đức cùng Công an xã, Tổ an ninh nhân dân địa phương truy tìm hung thủ. Đến ngày 30 tháng 11, tại khu vực Nghĩa Địa thuộc thôn Phước Mỹ, xã Đức Hòa, lực lượng truy bắt phát hiện nhiều chai bịch thuốc độc vừa sử dụng bỏ lại. Tại bể nước gần đó, nhiều con cá đã bị chết vì thuốc độc trên. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định khả năng ông Thuận quyên sinh nhưng không thành, hoặc hung thủ tạo hiện trường giả để đánh lừa lực lượng truy bắt. Tập trung lực lượng siết chặt khu vực trên, đặc biệt khu vực núi đồi thuộc thôn Phước Mỹ, xã Đức Hòa. Cho đến trưa ngày 3 tháng 12, phát hiện vết lằn dưới đất trong một bụi rậm trên núi đồi, lực lượng công an đã phong tỏa, dùng dựa phát bụi rậm thì phát hiện ông Thuận đang đào hố đất núp sâu trong bụi rậm. Im lặng không chống cự, đưa tay vào còng, ông Thuận biết tội lỗi mình gây ra. Tại Công an huyện Mộ Đức, bước đầu ông Thuận khai nhận suốt nhiều tháng ông và bà Hoàng Thị Nhiệm ly thân chờ quyết định Tòa án Nhân dân huyện Mộ Đức tổ chức ly hôn. Trong thời gian đó, bà Nhiệm sinh sống với người con gái tại thành phố Quảng Ngãi. Sáng ngày 29 tháng 11, bà Nhiệm về huyện Mộ Đức làm một số thủ tục trước ly hôn. Khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 11, trong lúc bà Thuận ở nhà mẹ ruột ở thôn Thi Phổ, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, ông Thuận gọi điện bảo bà Nhiệm lên nhà nói chuyện và làm cỏ trong vườn. Gặp chồng tại nhà, ông Thuận bảo bà Nhiệm về lại sống với ông, nhưng bà Nhiệm không đồng ý. Sau đó, ông Thuận năn nỉ ở với ông một buổi lần cuối cùng rồi ly hôn. Tại đây, lợi dụng bà Nhiệm không đề phòng, ông Thuận ra tay sát hại bà Nhiệm. Theo ông Thuận, sau khi sát hại vợ, ông đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh nhưng không thành công. Ông Thuận tiếp tục đi mua thuốc độc lên núi đồi quyên sinh nhưng vẫn không chết. Người chồng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị lực lượng công an bao vây. Hết cách, ông lên núi đồi chui vào các bụi rậm đào hố nấp. Gần 4 ngày trời chui lủi, ban đêm lén suối uống nước và hái hoa quả ăn cầm chừng qua ngày. Cho đến trưa ngày 3 tháng 12 thì ông Thuận bị bắt. Ngoài ra, trước đó tang vật thu giữ được còn có danh sách mà ông Thuận đã lập trước khi sát hại vợ. Để sát hại thêm vài người nữa, trong đó có hàng xóm, một người em vợ và 5 đứa con. Theo điều tra được biết, ông Thuận làm nghề thợ rèn. Năm 1984, ông kết hôn với bà Nhiệm, làm nghề nông sống ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức. Tháng 5 năm 1988, ông đã gây ra một vụ án rồi chuyển đến sống ở tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai. Năm 2002, ông Thuận cùng vợ con trở về quê Quảng Ngãi làm nghề cửa sắt ở thôn Phước Xã, xã Đức Hòa. Suốt nhiều năm chung sống, ông Thuận thường xuyên say xỉn hành hạ vợ con. Chính quyền địa phương nhiều lần khuyên nhủ, giáo dục nhưng ông này vẫn chứng nào tật ấy. Không chịu nổi đòn roi của người cha tàn bạo, 5 đứa con lần lượt đến nơi khác sinh sống. Bà Nhiệm ở lại quê và liên tục bị người chồng vũ phu hành hạ. Ngày 5 tháng 4 năm 2013, tại xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết vợ đối với Trương Văn Thuận. Ngày phiên tòa diễn ra,
chị Thờ, một trong năm người con của bị cáo xin vắng mặt, viết giấy ủy quyền. Bị cáo dáng người to khỏe đứng trước vành móng ngựa, trước hàng trăm người dân, trước những bằng chứng điều tra sắc bén, những cáo buộc của những đứa con nhưng vẫn quanh co chối tội, không một chút hối cải. Những bằng chứng cho thấy hành vi của bị cáo có hệ thống, vô nhân tính, nhưng Thuận vẫn nhất quyết chối và cho rằng mình không hề ra tay tàn nhẫn với nạn nhân như vậy. Dù sao, nạn nhân cũng là người đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm. Có với nhau tận năm mặt con, hết tình thì còn nghĩa, làm sao có thể ra tay ác độc như vậy? Tất cả mọi người đang đổ oan cho bị cáo. Việc vợ của bị cáo ra đi là ngoài ý muốn và bị cáo sẵn sàng chịu tội trước pháp luật. Khi công tố viên đề nghị mức án chung thân, hàng trăm người dự khán đã đứng dậy phản ứng. Lúc tòa tuyên tử hình bị cáo như đề nghị của năm người con, Thuận vẫn lạnh lùng điềm nhiên, không một ánh mắt ngoái lại nhìn các con. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Thuận mức án tử hình. Trên 1.000 người dân dự phiên tòa đồng ý bản án này. Từ ngày ông Thuận ngồi tù, căn nhà của họ trở nên lặng lẽ nơi cuối con hẻm lầy lội, chỉ có tiếng tụng kinh văng vẳng từ chiếc đài nhỏ phát ra và mùi khói nhang thoang thoảng. Khuôn mặt bà Nhiệm qua di ảnh đặt trên bàn thờ hiện rõ sự khắc khổ cam chịu. Trương Văn Trờ, con trai của bị cáo Thuận ngậm ngùi. Suốt quãng đời làm vợ của mẹ đã hằn sâu những nỗi đau cả tâm hồn và thể xác. Trờ chia sẻ, chẳng người con nào muốn đẩy cha đến đường cùng, đau xót lắm chứ. Nhưng những việc làm của ổng với mẹ tôi chứng kiến từ nhỏ, hết đánh vợ đến đánh các con. Có lần đánh mẹ tôi nhiều quá, tôi cầm cây nói ổng đánh chết tôi đi, xem như tôi đổi mạng cho mẹ. Những tưởng ổng không đánh, nhưng ổng đánh thiệt, đánh túi bụi tối tăm mặt mày. Chị gái phải lôi tôi ra chứ sợ ổng điên lên đánh chết. Từ đó tình nghĩa cha con gần như đã hết. Chị HT, con gái đầu của bị cáo Thuận cũng nói trong nước mắt. Mong trong ổng có một chút tính người trỗi dậy, như vậy cũng đã an ủi chúng tôi phần nào. Chứ đứng trước tòa, trước pháp luật mà ông ấy không hề hối hận. Người con gái thứ hai của bị cáo Thuận, Trần Tình. Cha thì tôi vẫn nhận, nhưng việc làm không thể tha thứ được. Không chỉ tôi mà xã hội này cũng không chấp nhận được. Nhưng tôi sợ đến khi chết, ổng vẫn không nhận ra mình sai và oán trách tụi tôi vì đã đẩy ông đến bước đường cùng. Vâng thưa quý vị, bạo lực gia đình từ lâu đã là vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Mong rằng từ vụ án trên, mỗi người chúng ta sẽ có cách cư xử thỏa đáng hơn, đừng vì một phút mất kiềm chế rồi đẩy bản thân vào con đường tội lỗi. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.